Lý do hôm nay em làm về chiếc xe Kia Morning số cộng sản xuất năm 2014 các bác nhá. Đây, số tự động này các bác này. Và xe chạy rất ít luôn. Và đây các bác nhìn xem, mới chạy được có 8 vạn 9 thôi các bác này. Đấy, 18 vạn 9 thôi nhá. Có đèn lổ thông minh start top này. Đấy, có túi khí an toàn này. Đấy, không phải là một mà là hai túi khí an toàn luôn. Đây. Đấy, vô lăng đẹp các bác nhá, vô lăng đẹp. Đấy, các bác xem chưa? Đấy. Trần lý của xe rất là sáng. Và chiếc xe này thì bên em bán với giá rất là rẻ thôi nhá. Đấy, chỉ có hơn 200 triệu ít thôi. 2014 luôn các bác ạ. Giá tiền thì quá yêu đúng không ạ? Xe này cũng đã được lên thêm một hàng ghế phía sau rồi. Tiếp em sẽ đọc thông tin chuẩn cho các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ đi một vòng xung quanh xe để cho các bác xem về hình thức, hình dáng của chiếc xe Kia Morning này. Kia Morning 2014 các bác nhá. Số tự động, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc mang về. Đây, biển 34. Chiếc này thì em mới đổi được cho một anh khách. Anh ấy mang đến đây anh đổi lấy chiếc xe Camry. Còn bác nào mà muốn đổi lấy chiếc xe này, các bác có xe gì muốn đổi lấy chiếc xe này thì bên em cũng sẵn sàng đổi cho bác nhà mình nhá. Đổi bất cứ thời điểm nào, bất cứ lúc nào. Đấy, chỉ cần là tính toán giá là vào việc ngay thôi các bác ạ. Đấy, một chiếc xe đẹp đều, một chiếc xe đều xe luôn, liền xe luôn, rất là liền nạc, rất là cứng chắc. Đấy, máy số của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Và động cơ máy chỉ 1.0 thôi. Đấy, máy chỉ 1.0 luôn, rất tiết kiệm nhiên liệu. Đây các bác nhìn nhá, đây là thông tin của xe. Đây, sản xuất năm 2014 đây. Đây một số thông tin khác để các bác nhìn đây cho em. Đấy, có gương kính điều chỉnh điện nhá. Đây, hai kính đằng trên thì là kính điện, kính sau là quay tay. Và mình có tốc độ lên mất tầm khoảng loanh quanh 2 triệu. Đây, đây là màn hình này là mình soi và có loa check này. Đây, loa nữa này. Đầu đài âm thanh, màn hình xịn nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, có cam lùi, có cam lùi phía sau luôn. Đấy, điều hòa rất là mát, độ mát của xe cực kỳ đảm bảo. Và đây các bác xem cái củ số của xe không bị mòn này. Củ số xe là không bị mòn nhá. Chiếc xe khá đẹp, tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe bền lành, tiết kiệm, ít xăng đúng không ạ? Đấy, mẫu này thì các bác biết rồi, thì tầm khoảng 5-6 lít, trên dưới 5 lít trên 100 km thôi đúng không ạ? Đèn xịn nguyên bản theo xe và vẫn còn rất là trong. Đấy, nước sơn của xe thì khá là mượt mà nhá. Lốp của xe vẫn còn dày. Đấy, chiếc này có gốc ở Hà Nội nhá, gốc thành phố đấy ạ. Các bác mua về thành phố mình sẽ đỡ được tiền. Đấy. Đây, đây là phần bóng dáng bên ngoài của chiếc xe. Đăng kiểm tháng 10. Cái dòng Kia Morning nhập khẩu đấy ạ, thì các bác biết là tôn vỏ nó sẽ dày, nó sẽ trơn cứng. Đấy, dày và cứng và chắc hơn những cái mẫu xe trong nước. Đấy, đúng không ạ? Và bên em có một chiếc xe số tự động 5 chỗ nữa các bác nhá. Cao chỉ của xe là không mất phần nào cả, nguyên cả con luôn. Đấy, em cũng đã đi quanh qua một vòng cho các bác xem về chiếc xe Kia Morning này rồi. Chuẩn bị quay chi tiết cho các bác xem đây. Thì trước khi đi vào chi tiết, các bác hãy nhấn đăng ký kênh nhá. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh ở trên YouTube. Và các bác hãy nhớ nhấn theo dõi ở trên kênh Fanpage các bác nhá. Rồi, bây giờ em sẽ quay chi tiết này. Đây các bác xem xem. Phần mép cánh cửa này, keo chỉ này, nòng trong vẫn là sơn zin. Đắp đi đắp đô, xe này rất là tươi sáng đẹp. Phần cánh cửa cũng vậy nhá. Cánh cửa, phần mép, rồi phần te. Đây các bác xem này. Ok không ạ? Chỗ này được ốp lốc rồi, sàn bọc da. Đấy, móc quá sáng đẹp này các bác này. Rồi những con bu lông ở phần cánh cửa chưa tháo vặn gì nhá. Đấy, tháo vặn thì khi đã tháo cánh cửa ra thì chắc chắn là sẽ bị va chạm thì người ta mới tháo đúng không ạ? Chứ còn thì nếu mà không va chạm thì chả ai tháo làm gì. Đấy, táp lô đây. Một số vị trí keo như chỗ này thì các bác về mình có thể là mình bóc ra nhá. Đây, keo người ta dán thôi. Giống như chỗ này này. Đây, người ta dán keo ở đây cho nó đỡ bị tuột cái này ra. Đấy, điều hòa lạnh cực sâu. Lạnh cực sâu luôn nhá. Vâng. Vâng vâng. Đây, đây là phần trần của trục xe nhá. Đấy, mọi chức năng của xe hoạt động bình thường. Đồng hồ km thì vừa em cũng quay cho các bác xem rồi, đúng không ạ? Còn đây là chân ga và chân phanh đây. Đấy, những cái đồ nhựa này các bác nhìn này, rất sáng đẹp luôn. Đấy, cần phanh tay cũng vậy này, không bị mòn nhé. Ơi, tiếp tục một cái cánh tiếp theo nữa đây ạ. Cánh tiếp theo nữa đây, các bác xem cho em tiếp tục này. Đấy. Đấy, những con bu lông này rất là sáng nhá. Đấy. Phần mép cửa này thì nó chỉ hơi bẩn một chút thôi. Đấy, chúng ta cũng không thể tránh được, đúng không ạ? Bụi bặm, bụi bặm là không thể tránh được. Kính đằng sau mình có thể để nguyên, có thể mình độ kính điện nhá. Độ kính điện vào thì mất tầm chỉ mất tầm khoảng mấy quanh 2 triệu thôi. Chúng tôi là độ được một bộ kính đằng sau bằng điện rồi. Đấy, con này đã được lên 5 chỗ rồi. Đấy, dòng này là dòng Kia Morning Van các bác nhá. Được lâng thêm ghế. Chứ còn của nó trước là chỉ có 2 ghế thôi. Đấy, vì biển D mà, đúng không ạ? Đây, đèn đóm này, đèn trước sau xe này, các bác thấy ok không? Đấy, rất sáng luôn. Ốc đây nhá, có đuôi gió này, có gạt mưa phía sau này, và có cảm biến lùi nữa nhá. Cái mắt cảm biến lùi màu đen đây, lốp dày, lốp khá là dày. Thân vỏ yên tâm, đảm bảo cho các bác yên tâm là không mục mọt nhá, và cam kết những vấn đề như là về đâm đụng này, rồi va chạm, rồi thủy kích ngập nước nữa, sẽ đảm bảo bảo hành cho các bác luôn. Đấy, cam kết cho các bác luôn để các bác yên tâm tuyệt đối các bác nhá. Đây, lẹp kính này, rồi phần kính của xe là nó không bị xước này, được dán rồi các bác ạ, dán đen rồi, dán 3M rồi. Đấy, có tay lắm cửa ốp lốp. Tất cả kính của xe đều vẫn là kính zin, toàn bộ kính của xe vẫn là kính zin nhá. Đấy, thân vỏ em quay luôn cho các bác xem đây. Thân vỏ nguyên vẹn, các bác nhìn xem này, thân vỏ nguyên hết này, rất là khít đều này. Nếu nó bị làm sao là nó sẽ bị hở, cái nhất là những cái khe này nó sẽ bị hở các bác nhá. Khe này nó bị va chạm là khe cửa nó sẽ bị hở ngay, và những cái đường gân kéo vuốt từ trên cho xuống dưới là nó sẽ không được thẳng như thế này các bác nhá. Và gõ đấy, gõ nó sẽ không được kêu như này đâu. Đấy, chiếc này của em này các bác thấy bỏ vẻ rất là chuẩn luôn, đúng không? Gõ kêu lon con như vậy luôn đấy ạ. Các bác cứ gõ cho em, nếu mà bả dày thì nó sẽ là bị quệt. Tất nhiên thì nhiều con nó không bị đâm, nó chỉ quệt thôi, bị quệt móc méo thôi. Nhưng con này của em còn không bị quệt móc méo luôn này. Đấy, có cam nùi đây nhá. Đấy, biển số thì biển tương đối là đẹp. Đây, đây là khu vực phía cuối, phía đằng sau của cái chiếc xe nhá. Rồi, các bác xem. Hàng ghế này thì mình có thể là gập lại xuống và mình có thể là bỏ ra nhá. Đấy, và mình gập xuống như thế này, gập hẳn xuống được đỡ luôn. Có thể nhấc hẳn ra để các bác mình chở đồ nhá. Rồi, máng nước này. Và tiếp tục mời các bác cùng đồng hành, cùng xem với em trong những cái giây phút cuối, giây phút cuối cùng. Đấy, răng đẹp nhá. Các bác cần thêm video, hình ảnh, các bác kết nối Zalo cho em để em gửi thêm cho. Đấy, sơn xi của xe rất là bóng các bác nhá. Đây, sơn xi này, sơn xịn này, sơn zin đấy ạ. Sơn zin của chiếc xe này nên còn là rất là cao, rất là nhiều. Đây, em lau sạch cho các bác đi. Đấy, bóng chưa? Rất là mịn đúng không ạ? Sơn của xe rất là mịn luôn này. Lốp dày nhá. Lốp dày cả 4 quả luôn này. Chút nữa sẽ quay phần gầm để cho các bác xem. Phần máy nữa. Chiếc này nó thật với các bác là nếu các bác là mà yêu thích nó thì các bác lấy cũng được, và các bác mình không lấy cũng được. không mua cũng được, không mua em để làm xe công vụ thì bây giờ là hiện tại cũng hết xe công vụ rồi, để cho mấy anh em đi làm xe công vụ. Chứ còn em thì xe công vụ của em là xe công vụ riêng rồi, có riêng xe công vụ rồi. Chứ còn chiếc này thì nói thật các bác là em cũng để lại vì một chiếc xe rất đẹp như thế này. Quay lên thì tất nhiên thì nó phải là làm sao ở mức giá hợp lý nhất. Chứ còn bác nào mà trả rẻ quá là em không bán đâu, để đi ạ, để đi luôn. Đấy, em nói dự vọng thôi, chứ còn để chiếc này đẹp này em bán giá hợp lý nên là các bác nhà mình nhận ngay mà, đúng không? Bên em bán dòng xe Kia Morning Van này rất là tốt, không giữ được lâu đâu. Đẹp đến từng chi tiết một luôn, đúng không ạ? Cái bu lông các bác nhìn chèm vặn biết các bác nhìn thấy ngay, đúng không ạ? Nhìn thấy ngay, nếu bạn nhìn thấy ngay, không vặn vọ gì nhá. Sàn bọc da rồi nhá. Chiếc xe này về sẵn dùng thôi. Anh chủ trước là đã đầu tư tương đối là nhiều đồ rồi. Đấy, cơ bản của xe nó ok hết rồi. Đây có phiếu nhắc định kỳ để các bác cũng đi bảo dưỡng này. Quay lốt cho các bác xem đấy ạ. Cửa đóng rất là êm. Các bác lưu ý cho em là những dòng xe Kia Morning nhập tôn vỏ sẽ dày hơn nhá, nó cứng chắc hơn, chạy nó cũng vậy, sẽ sướng hơn. Đây đèn này các bác này, đèn trên đèn dưới như mới luôn này. Đấy, như mới luôn, đúng không ạ? Đèn xịn đấy ạ, chứ mà đèn thay đâu nhá. Đèn thay thì không nói làm gì, đúng không ạ? Đèn xịn đấy ạ. Đây, nước sơn rất là mượt mà này, sơn rất là mượt mà luôn. Tôn vỏ căng tròn, tôn vỏ nghiêm chỉnh hết các bác nhá. Đây, các bác nghe cho em này, tôn vỏ này. Đấy, tôn vỏ các bác nghe đấy không ạ? Rồi, các bác tiếp nhìn cho em ở vị trí này nhá, đầu chiếc xe. Đây, phần đầu đây. Quay gần hơn nữa này, cái khe này, đèn này, đèn em quay rồi và quay thêm luôn, thêm cho bác xem thôi nhá. Đấy, nước sơn mình có thể là soi được gương luôn các bác nhá, rồi soi được gương luôn đấy ạ. Đây là cụ thể chi tiết mặt đầu của xe. Những cái mặt lạ này các bác nhìn này, đen xì luôn. Đấy, nó không bị ố màu nhá, nó không bị xuống màu. Và phần khe mép của cabo vẫn còn rất là khít luôn này. Đấy, đèn này các bác này. Đốt đây ạ, mà đốt cho bác xem đây. Đấy, lốp dày cả 4 quả luôn. Cả 4 quả rất là dày nhá. Đây gầm đây. Đây gầm như nào thì các bác nhìn qua video này cho em. Đây, bác nhìn này. Chiếc xe biển Hải Dương bọn em thì không mục một được đâu, kể cả những mẫu xe đời thấp cũng không mục một các bác nhá, vì không phải là vùng biển, không phải là vùng nhiễm mặn mà, đúng không ạ? Bây giờ động cơ luôn cho bác mình đây, máy số zin các bác nhá, máy số đại chất luôn. Các bác mình ngó luôn đây ạ. Đây, với động cơ máy 1.0 thôi. Đây, da máy của xe rất là sáng đẹp. Đấy, cabo đây này các bác này. Đấy, con bú lông ở phần cabo của xe chưa vặn nhá, keo chỉ nguyên nhá. Đấy, lý đẹp này. Rồi, chiếc xe em đã quay xong, đã giới thiệu cho bác mình tương đối đầy đủ chi tiết rồi. Các bác mình cần thêm thông tin hãy liên hệ trực tiếp cho bên em theo hai địa chỉ số điện thoại trên đây nhé. Đây ạ. Đây. Đấy, 093 8586 307 và 0389 000 555. địa chỉ 90.2 Trường Trinh, Tân Bình, Hải Dương nhá. Zalo, Facebook em dùng theo hai số đó luôn. Đấy, siêu thị ô tô Hải Dương. Em Mr. Trump các bác nhá. Các bác hãy đăng ký kênh, nhấn theo dõi nữa để được xem những chiếc xe mà hiện tại đang có ở bên em. Rồi video về chiếc xe này thì em đã giới thiệu xong, đã quay xong nói thông tin rồi. Mọi thông tin chi tiết các bác mình cứ gọi điện nhá, như là sang tên đổi chủ, như là vận chuyển, đúng không ạ? Mình cứ gọi điện cho bên em và để một cái chốt giá, để chốt cái giá ok, cái giá yêu thương nhất, giá yêu thương hơn nữa so với giá mà em đã ghi lên tiêu đề. Thì các bác hãy cứ gọi điện cho bên em nhá, điện tiếp, gọi điện để tư vấn kỹ hơn nữa. Rồi em xin cảm ơn và chào tạm biệt.